Hello, xin chào tất cả anh em. Và bây giờ là ngày thứ 12. Và sau khi mà tay ngực lưng khỏi rồi thì hôm nay mình sẽ tập chân các bạn nhé. Và hôm nay giáo án tập chân sẽ hơi nặng nên là mọi người có thể làm theo. Ok, let's go. Hello anh em, và hôm nay mình sẽ thử thách tập trung diễn viên của buổi tập ngày hôm nay nhé. Các bạn lưu ý, trong tất cả các buổi tập thì khởi động là một yếu tố rất cần thiết để chúng ta có một cái thể trạng tốt nhất để vào tập luyện và hiệu quả nhất nhá. Ok, bắt đầu khởi động nào. Rồi, đây là bài tập dumbbell squat. Mọi người lưu ý là đầu tiên phải khởi động kỹ này, hai là lên mức nặng dần dần từ thanh đòn đến 5 cân, 10 cân và 15 cân các bạn nhá. Ok. Ok, chúng ta cùng đến với bài Roman deadlift nhá. Và mỗi bài chúng ta bắt đầu từ 12, 14, 16 cân các bạn nhá. Ok, mỗi bài chúng ta sẽ duy trì từ 10 đến 12 rep. Nào, tiếp tục. Và bài tập tiếp theo là Let's press. Ok, chúng ta sẽ đẩy hết sức bình sinh của mình nhá. Cố gắng từ 8, 10, 2 cả. Ok. Ok, chúng ta sẽ đến bài cuối cùng, đó là bài leg extension. Và với bài này chúng ta sẽ tập luyện là 3 lần, chúng ta sẽ giữ 10 giây một lần, đó là 4 lần giữ 10 giây và 5 lần giữ 10 giây. Bài này chúng ta sẽ tập trong 2 set nhá. Yes, thi đấu nào. Về có các bạn ạ. Rồi, buổi tập hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhá. Buổi tập rất là tuyệt vời. Rồi, hẹn và các bạn vào buổi tập ngày thứ 13 ngày hôm sau. Ok. Ngoài giáo án tập luyện thì giáo án dinh dưỡng rất quan trọng. Như giáo án dinh dưỡng của mình, tổng nạp là 1.120 và tổng tiêu hao của mình là 1.800 các bạn nhé.